này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cấu tạo của màn một cái màn hình iPhone như thế nào nha các bạn. Bên trong nó sẽ có thành phần gì nha các bạn. Bất kỳ màn hình iPhone nào. Đây là một chiếc màn hình iPhone cơ bản nha các bạn. Bên trong cấu tạo bên trong, các bạn mua cái đồ mua lên màn hình bên ngoài để mà thay cho chiếc máy iPhone của cho các bạn. Nó sẽ có các lớp như thế này. Lớp thứ nhất là cái ROM nha các bạn. Đây là cái ROM nè. Lớp ROM nha các bạn. Lớp bên ngoài cùng là lớp ROM nha. Kế tiếp là cái lớp này là lớp phản quang nha các bạn. Lớp phản quang này có tác dụng gì? Bên trong á sẽ có bên trong cái panel. Cái màn hình bên ngoài là gọi là panel nha các bạn. Bên trong sẽ có cái LED. LED nó sẽ hắt xuống. Hắt xuống là nhờ lớp phản quang này nó sẽ lan tỏa cái, nó sẽ hắt cái ánh sáng xuống các bạn, làm cho cái màn hình này sáng rõ, sáng lên nha các bạn. Là nhờ cái miếng phản quang này. Nếu không có miếng phản quang này, màn hình nó chỉ sáng phía trên thì thôi, phía dưới này hoàn toàn tối nha các bạn. Hoặc là trường hợp mà LED mà nó một cái LED nó bị đứt các bạn, là chắc chắn nó sẽ mờ một bên và sáng một bên nha các bạn. Tại vì LED nó không có phản xạ được phía xuống phía dưới á. Cái lớp kế tiếp đó là cái thứ nhất là cái ROM nè các bạn. ROM của màn hình iPhone ha. Đây là cái ROM ngoài. Cái lớp thứ hai là lớp phản quang. Cái lớp thứ ba mình nói đến chính là cái màn hình. Màn hình thì gồm là cái panel các bạn. Đây hiển thị ảnh ha. Cái tín hiệu từ CPU á các bạn. Nó sẽ chuyển đến cái màn hình này để cho màn hình này hiển thị tất cả thông số kỹ thuật và là các trạng thái làm việc của điện thoại nha các bạn. Cái lớp kế tiếp chính là cái lớp cảm ứng nha các bạn. Cảm ứng như trên đây nè, các bạn nhìn thấy nè. Nó sẽ có thông thường á, nó sẽ có hai socket. Là một socket màn hình, một socket cảm ứng rời nha các bạn. Một số máy á, nó sẽ tích hợp luôn, nó sẽ hàng trực tiếp cái cáp cảm ứng dính vô trong màn hình. Thì socket lúc này á, nó sẽ lớn các bạn, là chỉ người ta chỉ cần xài một socket thôi. Còn bên đây là socket màn hình nha các bạn. Rồi socket cảm ứng ha. Kế tiếp cái lớp màn hình là đó chính là lớp cảm ứng nha các bạn. Lớp cảm ứng ha. Để mình khi mình thao tác á thì cảm ứng bên CPU á nó sẽ nhận biết được cái vị trí nào, ví dụ mình thao tác là bấm nút thay vì bấm nút á, mình sẽ cái này cảm ứng điện dung nha các bạn. Bấm nút là CPU nó biết rồi nó sẽ xử lý cái lệnh mà mình thao tác. Cái lớp kế tiếp á là cái lớp keo nha các bạn. Keo á là keo để lớp keo để dán kính nha các bạn. Dán kính giữa kính màn hình với cái lớp mình nói chung là cái bộ màn hình cảm ứng dính chung nha các bạn. Cái màn hình này cảm ứng dính chung. Lớp bên ngoài cùng là lớp kính nha các bạn. Mà chính giữa đó sẽ có một lớp keo. Keo á người ta giờ có hai loại keo để dán kính, ép kính màn hình. Thứ nhất là loại keo nước nha các bạn. Trong quá trình thao tác á, mình có cái hũ keo mình xịt. Lúc mà khi mà kỹ thuật ép kính á, người ta xịt vô đây nè. Giữa đã ép dính cái kính này dính vô cái bộ màn hình cảm ứng chung luôn nha. Nó cần có một lớp keo để dán. Hai á, người ta sử dụng một là keo nước, hai là sử dụng keo khô. Keo khô là thường là loại keo OK nha các bạn. OK là giờ keo khô bình thường là bây giờ người ta hay sử dụng nha. Rất chuộng. Đảm bảo là khi mà mình ép kính vô nó sẽ cái màn hình sẽ ít bị bọt nha các bạn. Cái thao tác nó rất nhanh. Thường là giờ người ta hay sử dụng keo OK nha các bạn để gắn keo màn hình. Gắn cái tiếp xúc giữa cái kính lớp kính với cái bộ màn hình cảm ứng này vô. Cái cuối cùng là lớp kính nha các bạn. Kính bên ngoài. Kính này là lớp thủy tinh nha các bạn. Còn các bạn nào mà muốn ổn được để tránh bị rơi vỡ nữa thì các bạn bên ngoài các bạn có thể gắn thêm một cái miếng kính cường lực nha các bạn. Sau đây là chi tiết
mình sẽ mở một cái màn hình bình thường là cấu tạo bên trong cụ thể của nó là cái gì nha các bạn. Cái phản quang này có thể thay được nha các bạn. Như đây là một cái màn hình nha, màn hình cũng cấu tạo cũng tương tự, cấu tạo tương tự như màn hình iPhone ha. Đây nè, bên ngoài mình có thể bên ngoài ở đây á, đa phần là gọi là cái panel nha các bạn. Cái panel là cái màn hình để hiển thị ha. Ở phía giữa này các bạn, đây nè, các bạn thấy không? Phía dưới này á là cái cổ màn hình nha các bạn. Cái màn hình iPhone cũng tương tự như vậy. Cái cổ màn hình á dùng để nối, để truyền cái tín hiệu từ CPU á nó vô cái panel này để cho nó hiển thị. Như cái nó gồm có các thành phần như VCC là cấp nguồn cho cái panel nha các bạn, cho đèn LED. Để mình bung thử ra cái màn hình này như thế nào nha các bạn. Màn hình hư á, có thể các bạn cái máy nào nó bị hư phản quang á các bạn, thì các bạn có thể lấy ra thay ha. Phản quang thay hoàn toàn thay được nha các bạn. Mà khi các bạn thao tác á, các bạn làm cẩn thận nha các bạn, tại vì cái này dễ bỏ, chưa bỏ các bạn này cái, tại vì nó để ở vị trí bình thường á, nếu các bạn bẻ một cái là nó bị đứt đường, là nó hư luôn cái màn hình nha các bạn. Là các bạn làm thao tác phải khéo ha. Đây nè, xong. Ở đây là một cái màn hình thông thường nha các bạn. Bên đây giống như là cái siêu để bảo vệ cái màn hình này nha. Cái miếng để che. Rồi, đây là cái cáp màn hình nha các bạn. Bình thường á sẽ có 3 loại. Một á là cái socket màn hình á sẽ hàng trực tiếp lên for nha các bạn. Trên thị trường á, cái màn hình là sẽ có socket màn hình là sẽ có hàng trực tiếp trên bo. Thứ hai là dùng người ta dùng gọi là gài như thế này nha các bạn. Socket gài hay là socket ngắn gắn nha các bạn. Đây nè, gắn là bên bo sẽ có một socket. Như màn hình iPhone nè, mình chỉ cần gắn vô cái socket y hệt, nó tương ứng là ok nha các bạn. Còn cái này mà mình phải gài ở trên màn hình đó, sẽ có một cái chốt, trên mainboard sẽ có một cái chốt. Mình sẽ nhét cái socket này vô và mình đẩy cái chốt lại là nó mới tiếp xúc nha các bạn. Và các bạn quan sát kỹ cho mình nè. Trên đây chỉ có một số tụ chở nha các bạn. Tụ chở bình thường nha. Nếu mà xuất đưa cái tín hiệu từ CPU qua lên màn hình cho nó hiển thị. Còn phía này á, các bạn nhìn ra đây nè. Đây là cái cổ màn hình nha các bạn. iPhone, bất kỳ màn hình nào cũng có cái cổ màn hình ha. Cái cổ màn hình này ví dụ trường hợp mà nó bị bung hay bị mất tiếp xúc các bạn cũng không hiển thị được nha các bạn. Không thể nào hiển thị được, cái cổ màn hình này cũng quan trọng. Nếu mà các bạn nhất là cái màn hình iPhone đó các bạn. Các bạn mà bị vô hóa chất á, hóa chất ví dụ như xăng hay cái gì á, nó sẽ vô, nó thấm vô cái màn hình đó, nó sẽ bung cái cổ màn hình ra nha các bạn. Cái phần tiếp theo á, trong bên trong cái màn hình, cái này mình nói các bạn, mình sẽ tháo cái màn hình này ra nha các bạn. Cái màn hình iPhone cũng tương tự nha. Đây là cái lớp miếng phản quang nha các bạn. Phản quang nó phản xạ ánh sáng, lấy ánh sáng các bạn. Anh em kỹ thuật á, trường hợp mà muốn thay phản quang cho điện thoại á, làm thật cẩn thận nha. Thôi các bạn thao tác không khéo á, nó sẽ tiếp xúc, nó sẽ bỏ cái màn hình này nha các bạn. Đây là cái miếng lót thôi, cái này là cái miếng che cái cổ màn hình này. Cẩn thận nha các bạn, các bạn để gãy là cái màn hình này không phải là màn hình OLED ha. Màn hình AMOLED đó các bạn, nó sẽ chịu được độ cong nha các bạn. Đây nè,
đây là cái tấm miếng phản quang nha các bạn. Nó có tác dụng gì? Cái đèn led đó các bạn, khi mình bấm nút trên màn hình hay là bấm nút power key á, đèn led nè, đây là vị trí đèn led nè. Rồi các bạn thấy không? Đây là vị trí đèn led nè. Led nó sẽ hắt lên, tại vì bình thường á nó sẽ hắt lên rồi, nó không có lắp hắt lên phía trên được các bạn, nó chỉ hắt lên phía dưới thôi. Cái tác dụng của miếng phản quang này á, nó sẽ cái chuyển ánh sáng led này nó hắt lên là ánh sáng nó sẽ lan tỏa đều trên cái màn hình của chiếc panel, lan tỏa đều trên panel nha các bạn. Đây là cái lỗ các bạn hình iPhone. Mà cái lớp bên đây là cái lớp phản quang nha các bạn. Mấy cái miếng này có thể thay được nha. Còn bên trong này sẽ có lớp nhựa nha các bạn. Bên trong màn hình này nè, đây là cái con led nè các bạn, led màn hình đó. Màn hình iPhone tương tự, cấu tạo tương tự như vậy nha các bạn. Đây. Đây cũng là mấy cái miếng Mica các bạn, Mica lấy sáng ha. Tương tự vậy. Cái này có nhiều lớp nha các bạn. Bên trong sẽ có nhiều lớp ha. Bên trong một cái màn hình điện thoại sẽ có nhiều lớp, như cái miếng lấy sáng nè, rồi cái miếng phản xạ nè các bạn, miếng phản quang á. Còn lớp bên ngoài cùng á, cái miếng bên ngoài cùng là cái lớp panel nha các bạn, panel màn hình ha, giống như cái chống như trong TV LCD của các bạn á. Cái lớp ngoài cùng là lớp panel để hiển thị nha, lớp đó quan trọng nhất, hiển thị hình ảnh cái là lớp này. Còn bên trong á, nhờ mấy cái miếng này nên nó phản xạ ánh sáng lại, nó sẽ hiển thị tất cả ánh sáng từ cái đèn led đó các bạn. Đèn led nó phát sáng là nó sẽ rọi vào, nó nhờ cái miếng phản quang này mà làm cho cái màn hình sáng nha các bạn. Khi mà cái miếng, trường hợp mà điện thoại các bạn vô bị vô nước á, đem bật lên nè, nó sẽ bị ố cái miếng phản quang nha các bạn. Thấy không? Thì cái mình nó sáng quá. Đây nè nè. Các bạn thấy rõ nha. Cái trường hợp màu bị dấu nước á, là cái có cái vệt phản quang nó sẽ bị ố trắng như vậy các bạn, có đốm á. Đây là cách mà chúng ta nhận biết ở cái màn hình như màn hình iPhone hay màn hình bất kỳ điện thoại nào nó có bị dấu nước hay không, dấu nước màn hình hay không. Là do cái miếng phản quang nha các bạn. Cái miếng phản quang mà các bạn nhìn thấy có đốm nước á, có đốm cái này nè, là nó bị đã từng bị dấu nước nha các bạn. Còn mình nói thêm như vậy, cái màn hình, cái bộ màn hình mà không có cái kính cửa, kính bên ngoài nha các bạn. Đây là cái màn hình tiêu biểu của nó nè. Cái cảm ứng cũng đồng thời là cái kính bên ngoài nha các bạn. Đây là cái bộ màn hình nha các bạn. Màn hình là cấu tạo cũng tương tự. Bên trong cũng có cái lớp lấy sáng, rồi lớp phản quang. Còn bên ngoài á các bạn, chính là cái lớp cảm ứng nha. Nhưng mà ở đây á, nó khác với màn hình đời cũ á, là nó cũng được gắn cái keo, dán cái keo OK nha các bạn. Các bạn nếu mà màn hình hoặc là cảm ứng á, các bạn thay về bên kỹ thuật á, kỹ thuật viên người ta sẽ có lớp keo OK. Tại giữa cái tiếp xúc giữa cái màn hình nè, nó là tiếp xúc giữa cái màn hình với cái cảm ứng này nè, sẽ có một lớp keo OK nha các bạn, dán để ép dính vô hoàn toàn là hai cái này sẽ thành một khối nha các bạn.
Còn các video mà mình nói về cái việc ép kính đó các bạn, là khi nào mà gọi là ép kính, mà khi nào gọi là ép chống cứng á, thì các bạn không tháo ra. Nhưng mà đa phần á, iPhone là ép kính nha các bạn, vì bên ngoài sẽ có một lớp kính không có liên quan gì á. Còn bên ngoài iPhone á, điện thoại iPhone sẽ có lớp kính, kế bên là lớp keo OK hoặc là kem nước nha các bạn. Rồi kế tiếp á là lớp cảm ứng, tiếp đến nữa là cái màn hình, là cái một có panel nha các bạn. Ở bên trong bên đây á, bên phía dưới này đây nè, với lớp phản quang. Còn cái bên hông này á là lớp ROM nha các bạn, ROM nha, ROM màn hình. Cái ROM này cũng thay nhau à, khi mà ép kính á, người ta sẽ tháo bỏ cái ROM này ra rồi người ta thay lại cái ROM khác cho các bạn. Còn đối với màn hình này là chỉ có cái cảm ứng thôi các bạn, cảm ứng với cái màn hình thôi, không có lớp kính bên ngoài ha. Tại vì cái màn hình này á, nó có tác dụng vừa là cảm ứng, màn hình này điện dung nha các bạn, điện dung là rất nhạy nha. So tại vì trên thị trường có hai loại là cảm ứng điện dung và cảm ứng điện trở. Thì điện trở thì người ta giờ đã bỏ từ đời rồi, lâu rồi, giờ người ta đi sử dụng điện dung nha các bạn. Nên đây là cái lớp keo OK, nó sẽ gắn liền. Vì vậy các bạn, đối với những trường hợp mà đặc biệt là smartphone như Samsung các bạn, Samsung hay là mấy cái máy như Lenovo nè, hoặc là Huawei, Apple gì á, nó sẽ thiết kế là cái cảm ứng riêng, cái màn hình riêng nha các bạn, nhưng mà được gắn chặt với nhau bằng cái lớp keo OK. Nên trong quá trình làm á, thì kỹ thuật viên khi mà thay cảm ứng và thay màn hình á, người ta sẽ tách kính nha các bạn, tách kính ra, xong rồi người ta sẽ thay cảm ứng mới hoặc màn hình mới, sau đó người ta dùng cái miếng keo OK này gắn chặt vô giữa cái màn hình cảm ứng, gọi là cái là ép keo nha các bạn, ép keo, ép kính. Kỹ thuật gọi là ép kính cũng cái mục đích, cái cách gọi, tới cái tên gọi là cũng không có gì phức tạp quá nha các bạn. Tương tự như ép kính như của iPhone đó, nói vậy cho nó gọn. Chứ thực ra cái này là ép cảm ứng thôi. Tại vì bên ngoài là không có lớp kính như iPhone. Đây là chỉ có cảm ứng thôi nha các bạn, ép cảm ứng. Nó chính xác hơn là ép cảm ứng, chứ không phải ép kính nha các bạn. Còn màn hình iPhone là chỉ có màn hình iPhone là có lớp kính bên ngoài các bạn, nên mới gọi là ép kính ha. Vì bên trong á là cái màn hình với cảm ứng là dính chung với nhau. Hai cái miếng đó ép sát với nhau nha các bạn. Đây nè, nó có hai các bạn nhìn cái màn hình nó hai số ép rời nhau. Rồi có một loại đó mà là socket của màn hình á, sẽ có bao gồm nó được sẽ được hàng dính chung vô cái với socket cảm ứng nha các bạn. Socket cảm ứng hàng dính vô nhau. Nên bên ngoài nó chỉ có một duy nhất là một sợi cáp thôi, một socket thôi. Rồi, trên đây là mình đã hướng dẫn các bạn cấu tạo bên trong của cái màn hình iPhone nha các bạn. Cần gì hỗ trợ các bạn cứ comment bên dưới video nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.